Và cái đến chúng con xin chuyển đến cho Camera Bác Trí Thịnh Dự Ngân. Và xin thầy Thích Thành Phú cái đến câu hỏi của thầy Thích Thành Phú. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin thầy cho con hỏi một câu. Sau khi hộ niệm khai thị cho người bệnh hay hương linh xong, có phần điều giải oan gia trái chủ. Thường là chúng con mời hương linh cùng chư vị oan gia trái chủ của người bệnh niệm Phật, phát nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng khi công phu ở nhà thì chúng con có nên mời chư vị oan gia trái chủ cùng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Chúng con kính xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con. Chúng con xin thành tâm tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình hộ niệm, mình điều giải, mình mời chư vị cùng niệm Phật cũng thanh là đúng rồi, là vỗ tay được rồi. Ở nhà mình niệm Phật, mình hồi hướng công đức trọ, chư vị ơi hãy cứ niệm Phật với tôi đi cũng được, không sao. Mình cứ là đem lòng thành, đem cái công đức mình hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên và vô duyên, thuận duyên hay nghịch duyên. Xin chư vị nhớ là hồi hướng cho chư vị pháp giới thuận duyên hay nghịch duyên, chứ đừng nói hồi hướng cho chư vị ơi mời chư vị oán thân trái chủ, mình kêu người ta oán thân trái chủ tìm có, mình nói chung thì được, chứ mình trí bạc à anh là oán thân trái chủ của tôi thì người ta buồn không tốt. Nhớ nha chư vị, xin mời chư vị trong pháp giới cùng niệm Phật, không có gì trở ngại. Nhưng mà nè chư vị ơi, tôi đang tu đây, xin chư vị vào tu với tôi. Có thể có nhiều người vào đấy, vào để gì? Vào để cho mình cứu độ. Trong khi người ta vào mà mình tu lãm vãm quá, tu lỡ vỡn quá, người ta buồn, người ta bắt đầu quậy quậy mình đó, những người đó không tốt. Như vậy thì tốt nhất là mình cứ thành tâm đem công đức hồi hướng cho tất cả chư vị và nguyện cầu cho chư vị niệm Phật trở về Tây Phương, không còn mời gọi gì cả. Người nào có duyên tự nhiên người ta vào, người không có duyên người ta muốn quậy phá thì chư hộ pháp người ta la đầy, người ta ngăn cản. Chư vị vào đây tôi không cho phép quậy phá đâu, nhờ cái chư hộ pháp bảo vệ, tức là chư thiên long hộ pháp bảo vệ thì cái đạo tràng của mình an ổn vậy, nhớ không? Còn nếu mà chư vị nói thôi các hộ pháp đừng lo, tôi mời các vị vào, thì cái đó là cái quyền của mình, tại vì đạo tràng của mình mà hộ pháp không có ngăn cản điều đó, mình mời vào. Nhưng cái đạo tràng của mình tu không được nghiêm trang thì thường thường có thể bị trở ngại. Như vậy chư vị có hiểu không? Cứ thành tâm nương nhờ vào chư hộ pháp, thành tâm kính cẩn đem công đức hồi hướng trọ thì ngoài nội gì đều có thể thông cảm và cùng với mình tu hành rất tốt, không có sao đâu nhé. Kế đến chúng con kính chuyển đến cho camera thầy Thích Thành Phú ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Thành Phú có câu hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Từ trước đến nay con chỉ nghe người ta nói rằng chết rồi đi làm ma, chứ con chưa bao giờ. Mới đây con nghe đồng tu nói rằng nào là có thiên ma, rồi tứ ma, rồi phiền não ma, rồi ngũ ấm ma. Vậy con không hiểu điều này lắm. Sao gọi là thiên ma? Ma là gì ạ? Con kính xin lão cư sĩ Âm vì hàng phàm phu chúng con mà giảng bốn điều này cho ạ. Con thành kính xin lão cư sĩ Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tu thì nghe lời Phật dạy nha chứ vậy. Chứ đừng tu đừng nghe người ta nói chạy theo mệt quá đi. Người ta nói sống là người chết là ma là người ta nói chứ phải mặc Phật nói đâu. Tu phải nghe theo lời Phật dạy. Mình giải khờ mà đi làm ma mình ráng chịu. Mình khôn lanh đi, mình giác ngộ đi. Sống thì mình làm người lo tu đi để thoát cảnh người. Đi về Tây Phương thành Bồ Tát sướng hơn. Cơ chi cứ nghe người ta nói mình đi làm ma. Mình nói chết làm ma thì nhất định những người đó chết phải thành ma. Tại vì Phật dạy là do cái tâm mình muốn như vậy mà. Nhớ không chứ vậy? Cho nên người nào nói kệ họ. Người ta nói đúng pháp Phật thì mình cảm ơn lắng nghe. Nói không đúng pháp Phật thì thôi, anh muốn đi đường đó cứ đi đi. Tôi đi về Tây Phương thành Phật. Chịu con, những vị này đừng nghe người ta nói. Hãy nghe Phật dạy mà tu thì sướng hơn. Còn bây giờ nghĩ tới ma làm chi vậy? Phật
ma ma Phật ở tại tâm này. Một vị thiên ma vẫn chân tâm tự tánh là một vị Phật, mà tại vì người ta không có chánh tri chánh kiến, tu một đời quá nhiều, tu nhiều đời nhiều kiếp mới làm thiên, thiên thiên lão trời đó, lên một cảnh trời làm ma. Nếu gọi là thiên ma, đúng không chư vị? Hay gọi là ma gì đó, ma bốn tuần hay ba tuần, ma ba tuần đấy, gọi là thiên ma đấy. Phước báo người ta lớn lắm, do đâu vậy? Do tu. Tu mà không có chánh tri chánh kiến, tu mà nghĩ rằng à, có phước báo là ngon nhất, vô tình tạo phước lớn quá đến nỗi đi về cảnh trời tha hóa tự tại thiên vương. Chư vị biết không? Ở đó có những người biết tu, họ vẫn tu, họ đi hộ pháp cho những người tu. Có những người không biết tu, dùng cái thần thông đạo lực đó mà đi phá đạo, thì đi phá đạo gọi là thiên ma. Chư vị hiểu không? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, đừng nghĩ tới chuyện ma làm chi. Ma chính là một người mê, đi vào cảnh mê mà thành ma. Bây giờ ta không thèm làm ma làm chi. Ma là chiết hại, ma là náo loạn, ma là đi phá đám người ta. Ta đi làm Phật, đi cứu độ chúng sanh hay hơn. Một là cứu mình thoát khỏi những cảnh ma chướng, tất cả những cảnh vô thường, tất cả những cái mà mình gọi là ma đó, để đi làm Phật. Làm Phật rồi đi gặp những người mà đang có cái tâm ma đó, dại khờ đó, chui vào đó không nặng, tôi đi ra đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, lo niệm Phật đi, cứu những người đó. Tại vì chính người đó mà họ ngộ ra, họ thành Phật. Hiểu không như vậy? Bây giờ vậy thì bây giờ mình lo nghĩ về Phật, lo niệm Phật đi, lo đi về Tây Phương, mình đi làm Phật. Còn mình cứ nghĩ ma, nghĩ ma, nói mãi tiếng ma, vô tình tiếng ma nhập vào trong đời mình. Những hình ảnh mà ma ma quái quái cứ chập chờn, làm cho mình nằm ngủ cũng thấy mơ, mơ như quán phi, thứ là cái gì khác, phải không quán phi? Tất cả là do cái cánh mơ của mình mà sinh ra như vậy. Bây giờ mình mơ đi làm Phật đây, muốn mơ làm Phật mà thực sự mơ này, cái mê màng này, cái giấc mộng này mà thành thực là niệm câu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, biến cảnh mơ mơ màng màng, mộng mộng trong Mỹ, gì đó, trong mộng đó thành sự thật luôn, là sau cùng có ba ngộ niệm tới, nghe lời người ta đi, niệm Phật mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Và Diệu Âm nói tới đây cũng xin nói là nhất định chúng ta tu hành không được sợ ma. Và chúng ta phải thương hại những người đó, đó là những người đang bị mê, không tỉnh giác lạc vào cảnh giới đó, họ khổ vô cùng. Mình thành tâm khai thị đi, chư vị ơi, sống trong cảnh giới này làm chi? Chỉnh chân tâm tự tánh của chư vị là Phật, tại sao không niệm A-di-đà Phật, tức khắc bỏ cảnh lạnh lẽo cô đơn, không nhà không cửa, lang thang từ cái bờ này qua bờ nọ, đến bụi này qua bụi nọ, để làm ma làm chi? Niệm Phật trở về Tây Phương. Chư vị hối thúc người ta niệm Phật, người ta đi vãng sanh cõi trần trước mình, người ta làm Bồ Tát trước mình, thì có chi chư vị mới sợ những cái điều này, phải không? Nhớ chưa? Quyết định đi làm Phật để cứu người còn đang mê mê màng màng trong những cái chuyện này, không tốt phải không? A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là quý sĩ Diệu Âm, và chúng con thành tâm cảm niệm công đức. Câu hỏi từ thầy Thích Thành Phú.